Xin chào quý khách hàng, nhà đầu tư, công ty bất động sản Kim Cương. Tin vui cho quý khách hàng là ngày hôm nay công ty bất động sản Kim Cương mới bung ra hai vị trí liên kề nằm view nhà phố thương mại Việt Mất, kế bên siêu thị Hải Thành đang khởi công xây dựng mà giá cực kỳ tốt, giá dành cho nhà đầu tư. Mời cả nhà cùng xem thực tế. Đây là siêu thị Hải Thành đang xây dựng và chuẩn bị là hoàn thiện. Là vị trí hai lô liên kề, cách siêu thị là khoảng 70m và nằm đối diện view nhà phố thương mại. Đây. Và tiện ích xung quanh của khu vực này, đây là quỹ đất quy hoạch đường cấp 1, cấp 2 của BKMX. Đây, quỹ đất. Và phía trước mặt của tôn đây là trục đường quốc lộ 14, là nhà phố quốc lộ 14. Đây, là hiện thù. Và trục đường chính D1 này là thông qua khu công nghiệp BKMX giai đoạn 1, 450 hectare đã hoạt động hơn 60% nhiều nhà máy. Và thông tin vui cho quý khách hàng là trục đường D1 này hiện tại BKMX đã đóng cọc làm nhà phố thương mại. Đây, cọc màu trắng đấy. Và tuyến đường D1 này chuẩn bị thông. Thì khi mà thông thì khu vực này vực trung tâm nó kết nối giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì giá trị bất động sản sẽ tăng. Và nằm kế bên trục đường chính D3 hiện tại đang đổ đá nhâm, chuẩn bị lũ nhựa. Và từ vị trí này mình ra trường học cấp 1, cấp 2, trường mầm non Minh Thành đã hiện hữu hơn 10 năm là khoảng 700m. Kế bên là chợ Minh Thành, ủy ban nhân dân phường Minh Thành là khoảng 700m. Đây, hai vị trí cực kỳ đẹp mà giá tốt dành cho nhà đầu tư. Đây, mời cả nhà cùng nhìn trên bản đồ để xem vị trí tiềm năng của hai vị trí này. Hai vị trí này cực kỳ đẹp, bảo đảm quý khách hàng mua, đầu tư, an cư sở hữu trong vòng 2 năm giá trị bất động sản sẽ tăng lên gấp đôi. Đây, hai vị trí này. Đây. Thứ nhất là nằm trục đường thông suốt. Đây. Và đi thẳng vào ba trung tâm thương mại của BKMX đang quy hoạch ngay vòng xoay đường Hồ Chí Minh, ba trung tâm lớn. Kế bên là quỹ đất quy hoạch trường cấp 1, cấp 2 của BKMX. Và nằm đối diện với trục này, trục đường là dãy nhà phố thương mại BKMX đang khởi công xây dựng này. Và kế bên là siêu thị Hải Thành. Hải Thành đang khởi công. Và từ vị trí này mình đi ra ba trường học đã hiện hữu cách đây hơn 10 năm là trường mầm non Minh Thành cấp 1, Minh Thành cấp 2, Minh Thành là khoảng 700m. Kế bên là quỹ đất quy hoạch trường cấp 3 và bệnh viện BKMX. Và từ vị trí này mình đi ra chợ Minh Thành, ủy ban nhân dân phường Minh Thành là khoảng 700m. Và từ vị trí này mình đi ra trục đường chính D1 khoảng 100m và thông ra quốc lộ 14 này khoảng 300m là khu công nghiệp BKMX giai đoạn 1, 450 hectare đã hiện hữu và hoạt động hơn 60% rồi. Đây là cơ hội mà giá tốt dành cho quý khách hàng, nhà đầu tư. Hãy liên hệ nhanh cho Tôn để nắm bắt cơ hội này, sở hữu hai vị trí liên kề. Xin cảm ơn cả nhà.